Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Hiệu chính: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dịch giả: Hòa thượng Thích Duyên Giác. Quyển thứ tư. Đầu quyển tư. Tào Khê Thủy nhất phái hướng Đông Lưu, Quan Âm Bình Nội trừ tai cừu, Đề Hồ Quán Đảnh địch Trần Cấu, Dương Chi sái sứ nhuận Tiêu Khô, Uyết Hầu Trung Cam Lộ tự hữu Quỳnh Tương Thấu. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn. Tứ trí viên minh chi diệu thể, nghiêm nhược tinh trung chi kiểu nguyệt, tứ vô ngại biện chi quyền âm, cao siêu kiếp ngoài chi không đàm, dần tứ tâm ư tứ ác thú trung. Ly tứ tướng ư tứ sinh giới nội, tính Phật ân chi quảng bố, ngưỡng thánh đức chi di cao, duy nguyện hồng ân dám nạp thành khẩn. Thượng Lai Phụng vì kim thời cầu sám đệ tử đẳng, khải kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Tư đương đệ tứ quyển nhập đàn duyên khởi, tứ tất đàn nhân tam nghiệp thanh tịnh, khắc niệm nhiếp niệm dĩ đầu thành, tâm chánh thân chánh nhi tác lễ, bình tranh tam đảo chi xuân quang, lô nhiệt lục thù chi hương cái, đăng nhiên huệ cự cúng hiến thuần đà, lễ bái truyền nhiễu phúng dình tán dương, phát lộ phi thành khắc cần sám hối, thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng, tự tùng vĩnh kiếp trực chí kim sinh, mê tứ đại chi sắc thân, thọ tứ sinh chi luân chuyển, khởi tứ tướng chi điên đảo, phạm tứ chủng chi oai nghi, tùng mê chí mê do khổ nhập khổ, tùy cảnh phong chi nghịch thuần, nịch ái thủy chi trầm luân, vô minh duy trọng duy thâm, phiền não như dao như tất, bằng đại pháp dĩ hồng tuyên, trượng chân thuyên nhi giải thích, kim tắc thốn tâm khánh khoái, khắc cốt minh cơ, tập đại đức chi cao lưu, dần nhất tâm nhi sám hối, ngưỡng khấu hồng từ minh huân gia bị, tứ bát đoan nghiêm di diệu tướng, tăng kỳ tam đại kiếp tu lai, diện như mãn nguyệt mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kính, khởi dẫn Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, nam mô Thi Khí Phật, nam mô Tỳ Xá Phù Phật, nam mô Câu Lưu Tôn Phật, nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, nam mô Ca Diếp Phật, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Chương thứ bảy. Nói rõ quả báo. Tiếp theo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại phải chí thành đảnh lễ, nhất tâm lắng nghe. Lúc bấy giờ Phật ở thành Dương Xá, trong vườn trúc Ca Lan Đà. Ngài Mục Kiền Liên từ thiền định đứng dậy đi dạo trên bờ sông Hằng, thấy các ngạ quỷ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngạ quỷ đồng sinh lòng cung kính đến hỏi Ngài Mục Liên về nhân duyên đời trước. Một ngạ quỷ hỏi rằng: Tôi một đời tại đây thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẫn mà ăn. Trên nhà xí đã có con đại lực quỷ lấy gậy đánh tôi, tôi không đến gần nhà xí được, vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp rằng: Đời trước lúc làm người, ngươi làm chủ chùa, có khách tỳ kheo đến xin ăn, ngươi keo kiết không đại khách ăn, chờ khách đi rồi ngươi mới cho các thầy thường ở trong chùa ăn. Vì ngươi vô đạo tham thiết của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là qua báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngạ quỷ hỏi Ngài Mục Liên rằng: Tôi một đời lại đây, trên vai có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi, tôi tự lấy gáo múc xối từ trên đầu xuống, đau khổ vô cùng không thể chịu được,
tôi vì tội gì mà phải như thế? Ngài Mục Liên đáp rằng: Lúc làm người, ngươi làm duy na trong chùa, xem việc trong đại chúng. Có một bình sữa, ngươi giấu chỗ kín, đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi khách đi rồi mới đem chia cho các người trong chùa. Sữa là vật chiêu đề, thuộc của chúng tăng trong mười phương, mọi người đều có phần. Vì ngươi vô đạo, tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngạ quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: Tôi một đời trở lại đây, thường nuốt những hoàng sắc nóng, vì những tội gì mà phải như vậy? Ngài Mục Liên đáp rằng: Lúc làm người, ngươi là một vị sa di nhỏ, lấy nước trong sạch khuấy đường phèn cho chúng. Đường phèn cứng rắn, ngươi sinh tâm trộm cắp, đập nhỏ lấy chút ít. Đại chúng chưa uống, ngươi đã uống trộm trước một hớp. Do vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe những việc ngài Mục Liên đã nghe đã thấy rất đáng sợ hãi. Chúng con có thể làm những tội ấy, vì vô minh ngăn che, chúng con không tự nhớ biết. Giả sử như chúng con đã tạo vô lượng tội nghiệp như vậy, đời sau quyết phải thọ lãnh quả báo đau khổ ấy. Vậy nên bây giờ phải chí tâm tha thiết, đầu thành đảnh lễ, hổ thẹn, cầu xin sám hối. Nguyện trừ diệt sạch những tội lỗi ấy, và nguyện xin sám hối thế cho hết thảy ngạ quỷ khắp mười phương tận hư không giới. Lại nguyện xin sám hối thế cho các cha mẹ và các sư trưởng. Nguyện xin sám hối thế cho các bậc đồng đàn tôn chứng, thường trung hạ tòa. Nguyện xin sám hối thế cho tất cả thiện ác tri thức, rộng ra cho đến khắp cả mười phương tận hư không giới, vô cùng vô tận hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo. Những tội đã làm, nhân này sám hối mà được diệt trừ. Những tội chưa làm, thề không dám làm. Nguyện xin mười phương chư Phật chứng biết cho chúng con. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Sư Tử Phật, Nam mô Minh Diêm Phật, Nam mô Mâu Ni Phật, Nam mô Diệu Hoa Phật, Nam mô Hoa Thị Phật, Nam mô Thiền Túc Phật, Nam mô Đạo Sư Phật, Nam mô Đại Tí Phật, Nam mô Đại Lực Phật, Nam mô Túc Duyên Phật, Nam mô Tu Dược Phật, Nam mô Danh Tướng Phật, Nam mô Đại Minh Phật, Nam mô Diêm Kiên Phật, Nam mô Chiếu Diệu Phật, Nam mô Nhật Tàng Phật, Nam mô Nguyệt Thị Phật, Nam mô Chúng Diêm Phật, Nam mô Thiện Minh Phật, Nam mô Vô Ưu Phật, Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng đại từ bi cứu vớt hết thảy chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ trong đường ngạ quỷ. Lại nguyện xin cứu vớt hết thảy chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ vô lượng trong đường địa ngục, trong đường súc sinh và trong nhân loại, làm cho các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đoạn ba nghiệp chướng, trừ năm sợ hãi, chứng tám giải thoát, dùng bốn hoàng thề độ thoát chúng sanh, đảnh lễ Thế Tôn, thưa thỉnh giáo lý di diệu, không rời đương xứ, sạch hết hữu lậu, tùy tâm tự tại vào khắp cõi Phật, hạnh nguyện viên mãn, chóng thành chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành lắng lòng mà nghe. Lúc bấy giờ Phật ở thành Dương Xá, phía đông nam có một hồ nước, bao nhiêu tiểu giải ô uế đều chảy vào hồ ấy, hôi thối không thể đến gần được. Có một con trùng lớn sinh ở trong hồ ấy, thân dài mấy trượng, không có tay chân, quằn quại lăn lóc, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật. Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ ấy xem. Đại chúng nghĩ rằng: Nay đây Đức Như Lai sẽ nói rõ đầu đuôi việc con trùng ấy cho mọi người nghe. Phật bảo đại chúng:
Sau khi Đức Phật duy về nhập Niết Bàn rồi, có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, vui mừng, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thế đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người đi buôn vào biển lấy ngọc, lúc về cũng ghé lại chùa. Các người ấy thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn, liền hân hoan, phát tâm cúng dường, mới cùng nhau nghĩ rằng: phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường lễ mọn. Mỗi người cúng một viên ngọc, cộng được 500 ma ni châu, đem gửi chủ chùa. Sau đó, chủ chùa sinh tâm không tốt, lập mưu muốn đoạt lấy một mình, không đem ra cúng dường chúng tăng. Đại chúng mới hỏi: ngọc châu của khách buôn bố thí nên đem ra cúng dường đại chúng. Chủ chùa đáp rằng: ngọc châu ấy cúng cho ta, nếu các ngươi muốn đoạt thì có phận quế cho các ngươi. Nếu các ngươi không đi ngay bây giờ, ta sẽ chặt tay chân các ngươi quăng vào hầm phẫn. Đại chúng nghĩ thương người ấy quá ngu si, bèn làm thinh bỏ đi. Vì tội ác ấy nên nay chủ chùa kia phải làm thân trùng này, sau sẽ vào địa ngục chịu vô lượng đau khổ. Lại nữa, khi ấy Phật ở thành Dương Xá, thấy một chúng sanh có cái lưỡi rất dài lớn, có đinh sắt đóng vào lưỡi, lửa phát cháy hừng hực, chịu đau khổ suốt ngày đêm. Ngài Mục Liên bèn hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp: người ấy xưa kia từng làm chủ chùa, hay bắn giết xua đuổi các thầy tỳ kheo ở lâu trong chùa, hay khách tăng mới đến cũng vậy, mà không cho ăn uống, không bình đẳng cúng dường. Vì nhân duyên ấy nên nay mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh thân thể dài lớn, trên đầu có cái vạc nước đồng sôi, bốc lửa cháy hừng hực, nước đồng sôi chảy tràn ra tứ phía, chảy khắp thân thể. Chúng sanh ấy nương hư không mà đi mãi không nghỉ. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như thế? Phật đáp: người ấy đời xưa làm tri sự ở chùa, đàn việc cúng dầu thấp, tri sự không chia cho khách tăng, đợi các thầy khách tăng đi rồi, sau đó mới chia cho các thầy thường ở trong chùa. Vì nhân duyên ấy nên nay người ấy mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh bị các hoàng sắc cháy đỏ hừng hực, từ trên đầu mà vào, từ dưới chân mà ra, nương hư không mà đi. Người ấy đau khổ vô cùng, không thể chịu được. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Phật đáp rằng: người ấy đời trước làm ông Sa Di, có trộm 7 trái me trong giường chúng tăng. Sau khi chết rồi, Sa Di ấy đã chịu vô lượng khổ trong địa ngục. Nay nghiệp báo chưa hết, hãy còn dư ương nên phải chịu khổ như vậy. Lại có một con cá lớn, một thân trăm đầu, mỗi đầu một khác, bị sa vào lưới người. Thế Tôn thấy vậy bèn nhập định, từ tâm tám mùi gọi con cá ấy. Cá ấy tức thời ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con trùng rút trong nhà xí. Phật bảo các tỳ kheo: lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá to lớn này làm vị tam tạng tỳ kheo, vì ác khẩu nên chịu quả báo diều đầu. Mẹ nó bây giờ thọ hưởng lời dưỡng của nó, nên đọa làm con trùng rút trong cầu tiêu. Phật dạy tiếp rằng: mắc phải báo ấy đều do chúng sanh ác khẩu, nói lời thô tháo cứng sẵn, tuyên truyền bỉ thử, làm cho hai bên tranh đấu loạn lạc lẫn nhau. Chết rồi vào địa ngục, bị ngục tốt đốt đỏ cái bể sắt, trong ngoài nóng đỏ như nước đồng sôi, để nung cái lưỡi người có tội. Quỷ lại đốt đỏ móc sắt, móc có ba lưỡi sắc bén như mũi nhọn, để đoạn cái lưỡi của tội nhân. Lại kéo dài cái lưỡi ra như trâu kéo cày, lại đốt đỏ cái chày sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, tội hết mới ra khỏi địa ngục làm loài chim muôn. Phật dạy: nếu có chúng sanh nào đàm luận việc vua chúa, chánh trị, cha mẹ và sư trưởng thì tội lại còn nặng hơn. Ngày nay
đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật dạy lời ấy rất đáng sợ hãi. Bây giờ đại chúng đã thấy rõ ràng thiện ác hai đường không sai, tội phước và quả báo chắc thật, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nên hết lòng hổ thẹn, siêng năng tu hành, cầu xin sám hối. Đại chúng đã cùng nhau xem kinh, đã đồng thấy những việc như trên. Nếu không cố gắng, lười biếng muốn thối lui thì việc tu hành không do đâu có kết quả. Dĩ như người nghèo thiếu lòng thèm khát các vị cao lương mà thực tế không có một vị nào, thì rốt cuộc cũng không có ích gì cho sự thèm khát khổ não kia. Cho nên biết rằng, người nào muốn cầu có pháp môn nhiệm màu thù thắng, muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, người ấy không thể nói suông rằng tôi chỉ tu tâm mà được. Người ấy cần phải có tâm, mà cũng cần phải thực hành bằng sự tướng nữa mới được. Cần phải có sự có lý, sự lý đi đôi công việc mới có kết quả hoàn toàn, thành tựu viên mãn. Vậy nên đại chúng phải nỗ lực tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, cùng nhau chí tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thay thế hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sinh và đường nhân loại mà cầu xin sám hối. Lại nguyện vì cha mẹ, sư trưởng, thiện ác tri thức và cùng hết thảy bà con mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm rồi nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đề Sa Phật, Nam mô Minh Diệu Phật, Nam mô Trì Mang Phật, Nam mô Công Đức Minh Phật, Nam mô Thị Nghĩa Phật, Nam mô Đăng Diệu Phật, Nam mô Hưng Thịnh Phật, Nam mô Dược Sư Phật, Nam mô Thiền Nhu Phật, Nam mô Bạch Hào Phật, Nam mô Kiên Cố Phật, Nam mô Phước Quai Đức Phật, Nam mô Bất Khả Hoại Phật, Nam mô Đức Tướng Phật, Nam mô La Hầu Phật, Nam mô Chúng Chủ Phật, Nam mô Phạm Thanh Phật, Nam mô Kiên Tế Phật, Nam mô Bất Cao Phật, Nam mô Tác Minh Phật, Nam mô Đại Sơn Phật, Nam mô Kim Cang Phật, Nam mô Tương Chúng Phật, Nam mô Vô Quý Phật, Nam mô Chân Bảo Phật, Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Tát Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo dùng đại từ bi lực, đại trí huệ lực, vô lượng tự tại thần lực, không thể tư nghị, độ thoát nhất thiết chúng sanh lực trong lục đạo, diệt trừ hết thảy đau khổ cho chúng sanh trong lục đạo, khiến các chúng sanh ấy đoạn trừ hết tội nghiệp trong ba đường ác, rốt ráo không tạo năm tội dịch, không tạo mười ác nghiệp nữa. Từ nay trở đi, các chúng sanh ấy không sinh vào chỗ khổ báo, được sinh về tịnh độ, bỏ mạng sống khổ báo, được mạng sống trí huệ, bỏ thân khổ báo, được thân kim cang, bỏ khổ ác thú, được vui niết bàn. Nhớ khổ trong ác thú phát tâm bồ đề, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại biện, sáu sức thần thông được tự tại như ý, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, và thẳng tấn tu hành đến khi mãn hành thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Chương thứ 8: Ra khỏi địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng vạn pháp không đồng, công dụng bất như, như sáng và tối đối đãi nhau. Tuy nhiên chỉ có thiện và ác là gồm thâu tất cả. Làm thiện được quả báo tốt đẹp ở các cõi trời cõi người, làm ác thời mắc quả báo xấu xa, đau khổ kịch liệt trong ba đường ác. Đó là hai sự thật rõ ràng trên đời, không phải giả dối. Những người ngu si lầm lạc phần nhiều sinh tâm nghi ngờ, hoặc cho cõi trời là chuyện bịa đặt, địa ngục là lời nói dối không có. Những người ấy không biết suy nhân nghiệm quả, không biết xét quả tìm nhân. Người không biết phân biệt nhân quả thì cố chấp lấy sự hiểu biết sai lầm của thế gian, không những chấp không, chấp có,
mà còn làm thơ, làm bài để biếm xích. Tâm họ trái với điều thiện lợi mà không hề tự biết sai lầm. Giả như có người chỉ bảo cho thì họ càng chấp chặt lấy thiên kiến, sai lầm còn kiên cố hơn nữa. Những người như thế là họ tự gieo đầu vào đường ác, trong nháy mắt liền thẳng xuống địa ngục, từ thân hiếu tử không thể cứu được. Họ đi vào hầm lửa giặt dầu trước hơn ai hết. Họ đi thiêu thân trong lửa nóng giặt dầu sôi mà không tự biết. Thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ, khi ấy ăn năn không kịp. Ngày nay đại chúng trong đạo tràng thấy rõ thiện ác nương nhau như bóng theo hình, như gian theo tiếng. Tội phước hai đường tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả quả báo nghiêm nhặt. Mong sao mọi người đều sáng suốt tin tưởng, không sinh tâm nghi ngờ. Sao gọi là địa ngục? Kinh dạy rằng trong tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa khoảng hai núi Thiết Di, chỗ tối tăm nhất gọi là địa ngục, thành bằng sắt dài rộng 1.600 vạn dặm. Trong thành chia ra 8 vạn 4.000 ngăn, dưới lấy sắt làm đất, trên lấy sắt làm lưới. Lửa đốt thành ấy trong ngoài cháy đỏ, chảy ra nước. Lửa trên cháy suốt xuống dưới, lửa dưới cháy suốt bốc lên trên. Tên riêng của mỗi ngục là ngục nhóm họp, ngục tối tâm, ngục xe dao, ngục rừng kiếm, ngục máy sắt, ngục rừng gai, ngục giọng sắt, ngục hang sắt, ngục hoàng sắt, ngục đá nhọn, ngục hầm than, ngục rừng cháy, ngục hổ lan, ngục kêu la, ngục nước sôi, ngục than nóng, ngục núi dao, ngục rừng kiếm, ngục đá bài lửa, ngục thành lửa, ngục cột trụ đồng, ngục giường sắt, ngục xe lửa, ngục bánh xe lửa, ngục uống nước đồng sôi, ngục khạc ra lửa, ngục hết sức nóng, ngục hết sức lạnh, ngục rút lưỡi, ngục đóng đinh vào thân, ngục trâu cày, ngục chém chặt, ngục đao binh, ngục mổ xẻ, ngục sông tro, ngục tiểu giải trào lên, ngục giá lành, ngục bùng lầy, ngục ngu si, ngục khóc lóc, ngục đuôi điếc, ngục câm ngọng, ngục lưỡi câu sắt, ngục mỏ nhọn sắt. Lại có những đại tiểu nê lê A Tỳ địa ngục. Phật bảo Đức A Nan: sao gọi là A Tỳ địa ngục? A nghĩa là vô, Tỳ nghĩa là già. A nghĩa là vô, Tỳ nghĩa là cứu. Nói chung lại, A Tỳ nghĩa là vô già, vô cứu, không ngăn dứt, không cứu vớt được. Lại nữa, A là không gián đoạn, Tỳ là không lay động. A là hết sức nóng nhiệt, Tỳ là hết sức khổ não. A là không an nhàn, Tỳ là không an trú. Tóm lại, A Tỳ là hết sức hành hạ, không tạm nghỉ, không gián đoạn, không lay chuyển, hết sức khổ não, như nung, như nấu, không an nhàn, không chấm dứt, cứ hành phạt mãi mãi, nên gọi là A Tỳ. Lại nữa, A là đại diệm, là lửa dữ, Tỳ là mãnh nhiệt, là nóng dữ. Lửa dữ nhập tâm gọi là A Tỳ địa ngục. Phật dạy ngày A Nan: địa ngục A Tỳ dài rộng bằng nhau, 32 vạn dặm, 7 lớp thành sắt, 7 lớp lưới sắt bao bọc ngục A Tỳ. Dưới có 18 ngăn, xung quanh có 7 lớp thành, đều có đặt rừng dao. Trong 7 lớp thành lại có rừng gươm. Dưới 18 ngăn, ngăn có 8 vạn 4.000 lớp. 4 gốc đều có 4 đại đồng cẩu, thân dài lớn đến 1.6.000 dặm. Mắt như điện chớp, răng như cây gươm, nanh như núi dao, lưỡi như mũi sắc nhọn. Toàn thân chân lông phun lửa dữ, hơi bay như khói, hơi thối khó chịu, thế gian không có vật gì thối bằng. Lại có 18 ngục tốt, đầu như đầu la sát, miệng như miệng dạ xoa. Chó có 64 con mắt, mắt tung ra xa những quang sắc nóng, như xe chạy xa 10 dặm. Trăng phía trên
cao 160 dặm. Trên đầu răng tuôn ra lửa dữ, đốt cháy xe sắt phía dưới, làm cho bánh xe kia mỗi lỗ lưới tròn quá làm một ức con dao lửa, kiếm kích sắc bén. Những lưỡi nhọn đều từ trong lửa ấy lưu xuất. Lửa ra như suối chảy, đốt cháy ngục thành A Tỳ, thành cháy đỏ như nước đồng sôi. Bọn ngục tốt kia đầu có 8 đầu trâu, mỗi mỗi đầu đều có 18 cái sừng. Trên đầu mỗi sừng tuôn ra một đống lửa lớn. Đống lửa lớn lại hóa ra bánh xe dao lớn như bao nhiêu bánh xe. Mỗi mỗi bánh xe thứ lớp theo nhau chạy trong lửa dữ ghê gớm, đầy cả A Tỳ địa ngục. Ở dưới đất thì có chó đại đồng cẩu há miệng le lưỡi, lưỡi như đòn sóc nhọn, le ra thì hóa thành vô lượng lưỡi, đầy cả A Tỳ địa ngục. Ở trong 7 lớp thành có 7 lớp cờ. Ở đầu mỗi cờ lửa tuôn ra như suối trào giọt, nước sắt chảy đầy cả A Tỳ địa ngục. 4 cửa thành ngục A Tỳ, ở trên mỗi ngưỡng cửa có 18 chảo nước đồng sôi trào ra rồi chảy tràn đầy cả thành A Tỳ. Trong mỗi ngăn địa ngục lại có 84.000 rắn mãng xà sắt phun độc phun lửa, thân hình lớn đầy thành, kêu la như sấm dậy, mưa xuống những hoàng sắc nóng lớn đầy cả thành A Tỳ. Nỗi khổ trong thành kể đến 8 vạn ức thiên. Bao nhiêu thống khổ trong những thống khổ đều tích tụ ở trong thành này. Lại có 500 ức con trùng ở trong thành. Mỗi con trùng có 84.000 mỏ nhọn. Mỗi đầu mỏ nhọn có lửa tuôn như mưa xối đầy cả thành A Tỳ. Mỗi khi trùng ấy rơi xuống thì lửa dữ trong thành A Tỳ bốc ngọn lên dữ dội, hừng hực sáng choang. Lửa mạnh ấy chiếu đến 336 vạn dặm, từ A Tỳ ngục xông lên biển cả, dưới núi Ốc Tiêu. Nước biển cả giọt xuống, mỗi giọt lớn bằng trục bánh xe to, thành ra những mũi nhọn sắc lớn đầy cả thành A Tỳ. Phật bảo ngài A Nan: Như chúng sinh nào giết cha hại mẹ, nhục nhã 6 dòng bà con, người ấy khi mạng chung, chó sắt hả miệng quá làm 18 chiếc xe, giống như xe vàng có bảo cái che trên. Hết thảy mũi lửa nhọn kia quá làm ngọc nữ. Người có tội kia xa trông thấy sinh tâm vui mừng, nghĩ rằng ta muốn đến đó chơi, ta muốn đến đó chơi. Khi đến rồi thì bị gió phong đao xẻ thân, lạnh quá chừng. Tội nhân lại nghĩ: há được lửa tốt, ngồi trên xe đốt lên mà hơ. Nghĩ như thế rồi thì liền chết. Trong giây phút lại thấy mình ngồi trên xe vàng ngắm xem ngọc nữ, nhưng bị ngọc nữ cầm búa sắt chém thân. Dưới thân lửa bốc hừng hực, mau như chớp nhoáng, trong nháy mắt lại rơi vào A Tỳ địa ngục.